Hôm nay mình có sự lựa chọn là đi tìm soulmate hoặc là tự tạo soulmate cho chính mình. Đi tìm chi cho mệt, mình sẽ chọn là tự tạo soulmate cho chính mình. Con gái, khoan đã, đừng có chọn tạo soulmate cơ chứ. Cách đây một tuần, bạn mẹ đã chọn tạo soulmate và chuyện tồi tệ đã xảy ra. Chuyện tồi tệ là như thế nào vậy mẹ? Chuyện là soulmate của bạn mẹ không phải là con người nguyên vẹn, mà là nửa người nửa ngựa đó. Cô ấy bây giờ sốc lắm. Nhưng mà con lỡ chọn rồi. Thôi kệ đi mẹ, chắc không sao đâu. Chịu luôn á. Cầu trời cho con bé không gặp xui xẻo. Bốn chân, hai chân. Tất nhiên là mình sẽ chọn hai chân rồi. Bốn chân chỉ có động vật thôi. Vậy cũng cho lựa chọn được luôn. Đó, thấy chưa? Hệ thống hay cho lựa chọn kỳ quặc lắm. Nhưng mà vẫn có sự lựa chọn an toàn mà mẹ. Bạn mẹ chắc lúc đó bị sao á. Mới chọn ra soulmate là nửa người nửa ngựa. Không hiểu luôn á. Ờ, cũng lạ. Nó bị làm sao ấy nhở? Ăn cỏ, ăn cơm. Trời đất ơi, tất nhiên soulmate mình là con người, phải ăn cơm chứ. Này Nhi, hệ thống cậu cũng cho lựa chọn kỳ quặc sao? Không sao, tớ vẫn có sự lựa chọn an toàn. Để cho soulmate của tớ là con người nguyên vẹn. Nhi với Alex, bàn tán gì trong môn thầy vậy? Dạ tụi con đang nói về cái bài tập toán này nó hơi khó. Đang học tiếng Anh mà bàn gì về bài tập toán hả? Hai em ra ngoài hành lang đứng cho thầy. Tớ xin lỗi cậu nha, vì tớ mà chúng mình phải đứng ngoài hành lang. Không sao nè. Thế là có sự lựa chọn đó nè. Là soulmate tớ sẽ có cái mũi hoặc là cái đuôi cá. Mình mà chọn ngớ ngớ là soulmate của mình thành người cá luôn á. Cậu thích người cá đi, nghe thú vị đó. Yêu, không, tớ chỉ muốn cưới người bình thường thôi. Người cá hả? Không, không, tớ không muốn nghĩ tới chuyện đó. Nhi, đằng kia mới khai trương tiệm kem ngon lắm. Cậu đi ăn đi, tớ no rồi, tớ không ăn kem đâu. Ê, thế là có sự lựa chọn nữa nè. Một là giàu có, hai là chịu cao thấp. Chọn giàu có đi, cho cậu đỡ vất vả. Tất nhiên rồi, tớ chọn giàu có thôi. Đi ăn kem với tớ đi mà. Tớ không có ăn kem được, mỗi lần ăn kem vô là tớ bị đau bụng á. Hệ thống báo là một tiếng nữa, tớ sẽ gặp soulmate. Thôi tớ về nha. Này, cậu bỏ tớ mà đi vậy hả? Xin lỗi cậu, bữa khác tớ đi với cậu nha, bây giờ không có được đâu. Mẹ ơi, 5 phút nữa thôi là soulmate của con sẽ xuất hiện. Ừ, mẹ tò mò quá. Dạ, không biết là soulmate của con như thế nào nữa. Ý, còn 3 giây nữa thôi. 3, 2, 1. Soulmate mình đã tới rồi. Ủa, ở đây là đâu vậy ta? Còn soulmate của mình đâu? Nhi, sao cậu lại ở đây? Rain, sao cậu lại ở đây? Tớ hỏi cậu mới đúng á, đây là nhà của tớ mà. Thì từ lúc tớ gặp soulmate của tớ thôi. Mà tự nhiên tớ lại ở nhà cậu là sao? Ủa, tớ cũng đang chờ soulmate vì thời gian vừa hết luôn. Tớ không hiểu là tại sao tớ lại biến ở nhà cậu nữa. Sao tớ biết đồ, tớ đúng sốc, tự nhiên cậu ở nhà tớ lúc này. Tớ nghĩ là có cái rủi ro xui xẻo dưới đây thôi. Thôi tớ về nha, bye bye cậu. Ồ, bye. Nhi, cậu gặp được soulmate rồi đúng không? Mê lắm hay sao mà ngây người ra vậy? Chưa, tớ chưa gặp. Đừng có mà xạo với tớ. Hôm qua nằng nặc không đi với tớ. Chắc cậu gấp chuẩn bị cho đám cưới với soulmate chứ gì? Không, làm gì có chuyện đó. Không có đâu. Lại giấu giếm, muốn tạo bất ngờ cho tớ đúng không? Nói sớm với tớ còn biết tiền mần nè. Cậu bị điên hả? Còn đừng có nói nữa, tớ không nghe. Này Ren, nãy giờ cậu nghe rồi đó. Sao không nói năng gì đi? Tớ đang mãi tìm địa chỉ tới trung tâm xác thực soulmate đây. Tớ chắc chắn hai người là soulmate của nhau. Linh cảm của tớ chưa bao giờ là sai đâu nhé. Hôm qua chắc chắn có một cái điều gì đó. Sao mình gặp Ray mình cảm thấy lúng túng vậy ta? Còn phải nói, cậu thích tớ rồi Nhi à. Thích cậu à? Người như cậu ai mà thích? Nghĩ thì sao một tuần mà tán tỉnh cả chục con, cả trường ai cũng biết hết trơn á. Tệ. Cậu nói sai rồi, hai em một tuần lận nha. Thế ớn quá à, còn nói nữa chứ. Đầu quá. Này, thật sự là tớ vẫn chưa tìm được nửa kia cho mình. Chả ai thực sự hợp với tớ cả, tụi nó yêu tớ chỉ vì tiền thôi. Ren, cậu có địa chỉ tới trung tâm xác thực soulmate rồi đúng không? Ừ, tớ có. Có thì cho tớ xin nha, tớ muốn tớ đó xác nhận chính xác soulmate của mình là ai. Đây, cô bé. Cảm ơn cậu. Mà cho tớ hỏi, tại sao cậu lại xuất hiện ở nhà tớ lúc đó? Tớ biết tớ chết liền á, nếu mà tớ biết, tớ tới trung tâm xác thực soulmate làm gì? Chắc tụi mình là soulmate của nhau rồi.
Cậu chấp nhận sự thật đó đi. Sao mà có chuyện đó nữa? Tớ nghĩ mọi thứ không phải là xui xẻo đâu. Có sắp xếp cả. Chúng mình là soulmate của nhau đó. Cậu nghĩ sai rồi. Cậu không thể nào là soulmate của tớ được hết trơn á. Nếu cậu mà là soulmate của tớ sẽ cắt tóc tém luôn. Vậy cá đi. Nếu trung tâm báo chúng ta là soulmate của nhau thì cậu cắt tóc tém. Còn không thì tớ sẽ biến mất khỏi mắt cậu mãi mãi. Ok, được thôi. Cô bé ơi, có kết quả rồi nhé. Ren chính là soulmate của cháu. Hả? Cái gì vậy trời? Đó, thấy chưa? Tớ đã nói đúng, chúng ta là soulmate của nhau. Sao chuyện kinh khủng này lại xảy ra với tớ? Thôi, cậu chấp nhận sự thật đi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu và nhường nhịn nhau. Coi như các cược nãy chưa từng xảy ra. Cậu không cần cắt tóc đâu. Kỳ này, tớ thật sự nghiêm túc rồi. Back in the head. Yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she sliding. Tell her to mop it. Yeah, I got that shit on. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole. I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah.